Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Một ngày làm vườn của hai vợ chồng sang những chậu kiểng ở sân trước cũng như là sân sau, dọn dẹp khu vườn vào mùa thu để đón một mùa hè năm sau. Ông xã giúp sang cái chậu thu hải đường trước cửa nhà đó, thì lúc nào cũng vậy ha, mình phải trộn cái phân trong cái chậu lớn trước đi, rồi sau đó đó mình mới lấy cái cây ở trong cái chậu nhỏ ra. Nhớ khi mà mình sang chậu đừng bao giờ tưới nước trong cái chậu đó, nếu mà mình cho nước vào nó sẽ nặng cái chậu, mình khó lấy ra hơn. Bây giờ thì vào cái mùa thu rồi đó, lấy cái bông này nó héo nè, mình ngắt bỏ đi, mình làm lại cho nó đẹp. Thu hải đường này nè, nó cho bông quanh năm suốt tháng luôn. Đó, mình phải chịu khó dọn dẹp cái cây bông của mình. Rồi có cái con gì đây nè, đó, thấy chưa, cái con này nè, đó mới đáng sợ đó. Ui da, ghê quá trời ghê luôn. Đây, cái con này nè, đó là nó ăn cây của mình nha. Cho nên á, khi mà mình cuốc đất ra hay là cuốc phân ra mà mình thấy có mấy con này đó là bỏ hết, hoàn toàn 100% luôn. Đây, bỏ hết nha. Xong rồi, bây giờ mình cho thêm phân vào. Mấy cái phân đó là mình phải cho vô thùng rác bỏ nha, đừng có cho xuống dưới đất, cũng như đừng có cho ra khu vườn của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm phân vào. Mặt trên á, thì mình đừng có cho có perlite, chỉ ở dưới phân này kia mình cho perlite. Bởi vì nếu mà mình cho perlite lên trên mặt á, mình tưới nước á, nó tràn ra ngoài. Hay như vậy là được rồi. Khi mà mình sang chậu lúc nào cái phân của mình cũng trộn sẵn ha, nó ẩm vậy nè. Cho nên khi mà mình sang những cái cây qua nó không bị chết và mình cũng không có tưới nước lại nha. Đó, mình để như vậy cho tới khoảng bao lâu mà mình thấy ở cái phân nó khô thì mình mới tưới. Mình mua cái cây để mà mình cắm xuống á, cho mình biết ở mình cần tưới nước hay là không. Thật sự mà nói những cái cây bông thu hải đường nè, dễ trồng lắm, không có cần nhiều nước đâu. Cũng như là cây hoa quỳnh cũng vậy đó. Khi mà mình sang chậu á, để cho cái sân của mình nó sạch, thì lúc nào cũng vậy ha, mình lấy cái gạch tông này nè, cái miếng gạch tông này nè, mình lót, thì như vậy nó sạch hơn. Để có được một chậu bông trước cửa nhà của mình á, thì lúc nào cũng vậy ha, mình thấy những cái bông nào mà khô héo rồi đó, thì mình lấy cái kéo, hoặc là mình cũng có thể ngắt bỏ đi nè. Đó, như vậy thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó đẹp hơn. Và khi mà mình sang chậu, nếu giả tỷ như á, mà bị gãy á, thì đây là những cái nhánh nó bị gãy nè, thì lúc nào cũng vậy ha, mình sẽ cho vào chính giữa nha, đừng có để ra ngoài. Mình cắm vào trên giữa đây nè. Đó, mình cắm xuống ha. Đó, đó, cắm xuống vậy đó. Bây giờ thì cũng đã vào mùa thu rồi, cho nên cây lá của mình đó, nó cũng sẽ tốt hơn nhiều lắm. Mấy hôm trước nóng tới 115 độ. Mấy bài nay thì chỉ còn xuống khoảng là 80 độ. Sáng sớm thì 50 mấy độ. Đó, rất là đẹp luôn. Những cái mùa mưa đó, ở đây đẹp lắm. Sương mù, lá vàng rơi. Bây giờ có nhiều chỗ lá rơi rồi, rơi từ từ rồi. Đó, cho nên đây là cách mà Hồng chăm sóc những cái cây trước sân nhà, cũng như là sau khu vườn cũng vậy đó. Mình làm mỗi ngày chút chút á, thì cái cây của mình nó đẹp hơn ha. Đó, cái cây này chỉ có 1 năm thôi nha, Hồng chăm sóc chỉ có 1 năm thôi mà nó lên cao vậy nè. Lúc mà lấy về á, nó khoảng tới đây thôi, nó nằm ngay đây nè. Đó, bây giờ nó lên ha, cái nhánh của nó già lắm. Những cái nhánh này á, mình có thể cắt rồi mình cắm xuống thêm á, nếu mà mình muốn ha. Những cái trên cao này cũng vậy nè, những cái nhánh trên cao. Và đây cũng là một cái chậu hoa thu hải đường, cái chậu nhỏ thôi, nhưng mà cái nhánh của nó hả, thật sự mà nói nha, bự lắm ha. Và mình sẽ cho vào trong cái chậu lớn hơn. Bây giờ là đã vào mùa thu rồi, mình sang chậu hay mình cho bất cứ cái cây gì xuống dưới đất á, đã đến lúc rồi đó, bảo đảm là cây sẽ tốt, sẽ khỏe. Và năm sau thì mình sẽ thấy cây nó lớn hơn. Những ngày kế tiếp nè, trời mưa, trời gió giúp cho cây của mình, tưới cái khu vườn của mình, cho nên mình không có cần lo nhiều. Đến mùa hè thì dĩ nhiên là mình phải tưới rồi ha. Những ngày tháng qua đó, nóng quá, cây của Hồng nó bị cháy. Hồng rất là xót ruột, nhưng mà đã cắt tỉa hết rồi. Không sao, bởi vì mình biết cây của mình nó như thế nào ha, mình cứ cắt tỉa sát xuống đi thì nó sẽ búng ra những cái nhánh non, rồi từ cái nhánh non đó nó lớn dần dần, rồi năm sau nó cho mình hoa. Khu vườn của Hồng thì lúc nào cũng vậy hết. Cho nên bây giờ Hồng sang chậu rồi sẽ cho mọi người biết rằng là tổng cộng có bao nhiêu cây bông thu hải đường ở sau khu vườn, bông li li, cẩm tú cầu, hoa
thuộc dược cũng như là hoa sứ. Tiếp tục một ngày mới của đầu tuần thứ hai, tháng 9 ngày 16 Tây. Ngày đầu tiên trời mát lạnh, bây giờ khoảng là 60 độ F. Buổi chiều, buổi trưa thì khoảng là 70 thôi. Vào sáng sớm thì mình thấy được có chút xíu mưa phùn, giúp cho những cái cây lá của mình nó trở lại tươi tốt hơn. Nhưng hôm nay phải tiếp tục cắt bỏ thêm một chậu hoa quỳnh. Hôm trước thì đã cắt một chậu rồi, hôm nay cắt tiếp chậu thứ hai, bởi vì không thể nào giữ được. Khi mà mình cắt bỏ như vậy á, ở dưới cái gốc có cái rễ thì nó sẽ mọc ra nhánh rất là nhanh. Một năm thôi là mình sẽ thấy nó phủ rất là nhiều. Đây là những cái chậu hoa quỳnh mà Hồng cũng đã chia sẻ đó, hồi năm ngoái mình mới cắm xuống thôi và bây giờ nó cũng nhiều như thế này ha. Tuy nhiên những cái chậu này nè nó cũng bị mình cắt bỏ bớt, còn hai cái chậu bên này á thì không có thể nào cắt bỏ bớt hết, hoàn toàn là cắt bỏ hết luôn, giống như cái chậu bên này đó. Cho nên đây là những cái chậu hoa quỳnh mà lần đầu tiên Hồng bị ảnh hưởng lớn như vậy, bởi vì 115 độ F thì không thể nào nó chịu nổi. Và những cái lá nó như thế này nè, nó yếu lắm, nó mềm lắm ha, đó, nó như là bị nước nè đó. Cho nên nó nói đến quỳnh á thì mình không có cần tưới nước nhiều lắm đâu, từ bây giờ cho đến hè năm sau á là mình không có tưới nước, bởi vì mưa đã giúp cho những chậu quỳnh của mình cũng như tất cả những cây ở sau khu vườn. Trời mát, có sương mù ban đêm và buổi sáng. Chậu hoa quỳnh này á, nếu mà mình cắt tỉa đó thì nó cũng còn lại những cái nhánh cứng cáp khỏe mạnh, nhưng bởi vì Hồng muốn cắt hoàn toàn hết để cho khi nó lên nhánh mới thì nó lên đều hơn, chứ mình không thể nào cắt nhánh này chịu là nhánh kia thì cái chậu nó không còn đẹp nữa. Và khi mà những cái nhánh khác nó lên á, nó cũng không có đều, bông á thì nó cũng không có trọn vẹn như là đầy đủ những cái nhánh khi mà nó đã già. Cho nên bắt buộc là mình phải cắt tỉa sát xuống hết bằng cái miệng của cái chậu của mình. Những cây ăn trái, rau củ quả nếu mà mình thấy rằng là không cần thiết nữa đó thì nhổ lên đi, để cho mưa nè, sương mù nè, nó rơi xuống dưới lát ha, rồi nó thấm ở dưới đó thì nó giúp cho cái mảnh đất của mình tốt hơn, phân của mình tốt hơn, rồi năm sau á mình trồng cái gì cũng dễ hết. Cây cà tím của Hồng thường thường tới tháng 12 thì mình mới nhổ, bởi vì nó rất rất là tốt. Khi mà mình trồng cà tím đó thì mình trồng khoảng 2-3 cây thôi, nó ra rất rất là nhiều ha, và trái cũng rất là to luôn, cho mọi người xem nè. Đó, trái cà tím bây giờ nè. Cà tím rất là dễ trồng ha. Còn khổ qua đó thì hiện bây giờ đó, trồng á thì thật sự mình nói từ ngày trồng tới bây giờ á, chỗ này nè chưa ăn được trái nào hết. Nhưng bởi vì Hồng thích cái bông khổ qua đó cho nên mình để ha. Ở trên kia thì mình chỉ có một trái thôi, nhưng trái này á thì chắc không có ăn được đâu. Nhưng mà hôm nay thì Hồng cũng phải dọn dẹp sạch sẽ cho cái vàng này, bởi vì đã đến lúc cho những cây bông lily của Hồng á nó mọc lên như thế này. Cũng như đây là những loại bông calali màu trắng của Hồng á, bây giờ bắt đầu nó lú lên rồi. Nếu như mà mình thích trồng những loại bông bằng cũ á thì bây giờ mình đi mua ở Home Depot, Lowe, Costco cũng có bán ha, mình cho xuống đi. Khoảng tháng 1 là bắt đầu mình sẽ thấy nó lú lên rồi cho bông luôn cho đến mùa hè. Năm nào cũng vậy đó, khu vườn của Hồng là bây giờ là phải dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mỗi khi đến mùa thu á, thì có một cái điều mình muốn chia sẻ cùng với mọi người đó, là sau lưng nhà của Hồng á, thì sẽ có một cái ngọn đồi rất rất là đẹp luôn. Sương mù phủ kín đồi, nhiều lúc á, mình thấy giống như là có một cái lớp trắng trắng rất là đẹp vào mỗi sáng sớm. Rất là thích mùa thu luôn. Khi mà đã đến mùa thu rồi đó thì cái bãi cỏ baby tea nè rất là đẹp luôn. Đến mùa hè thì lúc nào cũng vậy đó, sẽ bị trái, nhưng mà nó trái rồi đó mà có nước thì nó sẽ mọc ra rất rất là nhanh và cũng rất là đẹp luôn. Cho nên nếu như mà mình thích trồng baby tea đó thì bây giờ mình cũng có thể đi Home Depot, Lowe hoặc là mình lên online đó, mình đánh vào cái chữ là baby tea thì người ta gửi cái hộp về cho mình rồi mình cứ rải xuống thôi. Rải cái chỗ nào mà mình cần có phân chút xíu là được rồi, thì nó sẽ lan ra. Nhớ là đừng có rải sát quá, mình cứ rải giống như mình rải gạo vậy đó, xa xa mình liệng một nắm, cứ như vậy thôi thì chừng khoảng một năm đó là bảo đảm ha, nó ra rất là nhanh luôn. Thì khi mình đã ra nhiều như vậy đó thì mình có thể lấy mình cho qua chỗ khác,
rất là đẹp, làm cho cái khu vườn của mình nó sạch hơn. Cây bông cẩm tú cầu, bây giờ Hồng cũng sẽ ngắt bỏ đi những cái lá bị cháy khô để cho nó búng ra nhiều cái nhánh mới, nhiều cái lá mới cho nó xanh đẹp hơn. Có rất là nhiều bạn hỏi rằng là làm sao để cho cây bông cẩm tú cầu của mình trở lại cái màu như lúc xưa mình mua. Thì mỗi khi Hồng nói đến bông cẩm tú cầu thì lúc nào Hồng cũng nói lại cho mọi người để hiểu rõ hơn. Nếu mà mình đã chọn lựa một cái màu xanh hoặc là màu tím khi mà mình trồng ở trong chậu hay ở dưới đất cũng vậy, qua năm sau khi nó lớn lên cho hoa, không trở lại cái màu hoa mà mình đã chọn từ lúc đầu. Để được có cái màu hoa từ lúc đầu mình đã chọn lựa đó, thì mình phải dùng sát cà phê. Bởi vì sát cà phê là một loại phân giúp cho cây bông cẩm tú cầu trở lại cái màu từ lúc đầu. Có một loại thức ăn mình cũng có thể mua để rải xuống, nhưng Hồng đã thử qua nhiều năm trước thì không có thành công, thất bại. Cho nên sát cà phê là một loại phân mà Hồng đã dùng cho cẩm tú cầu. Năm nào cũng vậy đó, hơi có là mình rải xuống, nhiều hay ít, có bao nhiêu mình rải xuống bấy nhiêu. Hoặc là mình cũng có thể trộn trong phân để mà mình cho xuống những cái chậu cây kiển của mình, bất cứ những cây kiển gì mà mình có ở sau khu vườn cũng như ở trong nhà, sân trước sân sau mình đều cho xuống được hết. Chỉ sợ có một điều là mình không có đủ sát cà phê để mà mình có cho xuống khu vườn. Cây bông giấy của Hồng á bây giờ rất là đẹp luôn. Cái bông giấy này nó khác lạ hơn những loại bông giấy khác, không biết khác lạ chỗ nào. Nhưng mà khi mà mua về trồng á, thì đến tháng 8 mới bắt đầu thấy hoa. Còn những tháng trước chỉ thấy lá xanh tươi mà thôi. Còn nhà hàng xóm đó thì khoảng tháng 5, tháng 6 thì đã có hoa rồi. Màu đỏ bạc đô rất là đẹp, còn cây của Hồng á thì là màu tím. Và bây giờ những cây marble màu xanh cũng như là màu đỏ đó thì bắt đầu lá vàng sẽ khô và héo. Cây hoa thu hải đường thì bây giờ vẫn tiếp tục ra hoa, ra nhánh mới và cũng rất là cao. Một vài ngày nữa thì Hồng sẽ cắt tỉa hết những cái nhánh cây táo tàu này xuống như là một cái khúc cây sát, gần khoảng còn như là 6 feet mà thôi, không còn nhánh nữa. Năm sau thì sẽ búng ra những cái nhánh khác, bởi vì cây táo tàu rất là dễ trồng luôn. Hoa thực dược bây giờ đã nở thêm khoảng là 4 bông. Những năm vừa rồi đó Hồng có tổng cộng đâu là 7-8 cây luôn, nhưng không hiểu tại sao năm nay á thì nó chỉ ra được có một cây mà thôi. Như một cây này á thì cũng ra rất là nhiều bông và nhiều nụ, cái màu đỏ bạc đô rồi sẽ chuyển qua cái màu hơi vàng vàng, rồi có cái màu hồng hồng và trắng trắng. Hoa thuật dược á dễ trồng, mình chỉ mua củ về, mình cho xuống dưới đất khoảng là 2 găng tay, 3 găng tay, đắp đất mình đè cho thật là chặt, thì cứ như vậy mỗi năm sẽ cho ra trở lại. Cây chanh dây, nếu mà mình muốn có nguyên một cái vàng cây chanh dây cho nó đẹp đó, khi mà đã leo lên tới vàng rồi đó thì mình hãy cắt bỏ đi hết những cái lá già, chỉ trừ lại những cái lá non mà thôi, cứ cho nó leo lên. Nó leo cho tới khi nào mà mình thấy rằng là được rồi và mình muốn cho nó búng ra nhiều nhánh á thì mình ngắt đọt, thì lúc bây giờ nó sẽ búng ra nhiều nhánh hơn. Còn nếu như mình cứ để cho nó tự nhiên nó chạy theo cây hàng rào cũng như là trên cái vàng của mình á, và khi mình ngắt những cái lá rồi đó thì mình sẽ thấy được những cái bông rất là đẹp, rồi những cái trái đó sẽ thả xuống nè, đẹp lắm. Đó là những gì mà Hồng đã trồng nhiều năm trước nhưng cây đã chết rồi, năm nay mình mua về nè, mới có mấy tháng thôi thì bây giờ đã lên tới vàng rồi. Cái vàng này đó thì Hồng sẽ có cây chanh dây mà thôi, năm sau sẽ không có trồng bầu bí mướp su su khổ qua nữa, bởi vì mỗi một năm mà Hồng trồng á thì nó đẹp lắm, trái thì cũng rất là nhiều nhưng không có ăn nhiều lắm, rồi phải hái rồi đem đi cho, mà cho thì cũng không biết ai để cho mình cho. Vì vậy năm sau sẽ không có trồng bầu bí mướp su su khổ qua nữa. Nhưng có thể là trồng khổ qua bởi vì Hồng rất là thích bông khổ qua. Và trồng một cây, hai cây mà thôi. Bây giờ cô chú, anh chị và các bạn cũng thấy ha. Đây, nguyên cái vàng bầu chân dài của Hồng nè. Bây giờ giữa tháng 9 rồi, vẫn chưa có trái để ăn. Và bây giờ những cái trái này á,
Thật sự mà nói ha, hồng phải bọc lại như vậy nè, vàng á nó chích rồi nó làm hư những trái bầu chân dài. Cho nên thôi, năm sau thì mình sẽ không trồng nữa. Trồng hột khổ qua thì bây giờ mình có được là một trái lớn nhất ở sau khu vườn. Còn những trái kia thì nhỏ bé xinh xinh, khi thấy mọi người trồng khổ qua bầu bí mướp ở sau khu vườn thu hoạch quá là nhiều trái, mình thấy cũng rất là ham. Nhưng thôi ha, mình hãy cùng nhau vào trong những cái YouTube khác ai chia sẻ trồng những gì đó, thì mình coi cũng như là mình đang trồng ở nhà của mình vậy đó. Hôm nay Hồng ra khu vườn lại cho mọi người xem cây ổi của Hồng như thế nào. Có rất là nhiều cái nụ ha, đây là một nụ nè. Rồi ở trong kia đó hả, thật sự mà nói ha, bắt cái ghế lên á thì mình mới thấy, còn không bắt ghế lên thì không có thấy đâu. Đây nè, bây giờ cho mọi người xem ha, đã nở một cái bông rồi, rất là đẹp ở trong này nè. Đó, như thế này ha. Hồng lại thích bông nhiều hơn là thích cây ăn trái. Khi có trái thì dĩ nhiên mình phải ăn rồi, nhưng mà lúc nào mình cũng được thấy rằng là bông nó nở đẹp. Cái bông ổi màu trắng ha, cũng như là bầu với là bí á, thì cũng là bông màu trắng luôn, lại đẹp quá trời nè cô chú. Kế bên thì cũng có hai cái nụ nữa, nhưng mà khi mà hai cái nụ này nó nở rồi đó, nó thành cái trái hoàn toàn, thì lúc bây giờ mình mới lựa chọn là cái trái nào là cái trái mình giữ nha. Và ở trong kia kìa, nhiều lắm, rất là nhiều luôn, nhưng mà Hồng không có đứng lên cái thang nữa để mà cho mọi người xem ha. Đây nè, nó như vậy ha. Cái điều mà mình thấy là khi mà mình làm theo cách người ta chia sẻ đó, thì mình thấy rõ ràng là nó mọc ra nhiều cái nhánh mới nè, rồi nhiều cái nụ nè, đó đẹp quá cô chú ha. Đây nè, cho nên rất là cưng. Và cái mùa này đó, nếu mà mình trồng những cái cây gì mà mình cần phải dời vô cái chỗ để nó che mưa che gió, hoặc là thời tiết dưới 40 độ F, nhớ nha, mình phải dời nó vào trong một cái góc. Nếu có thể đó thì mình lấy những cái tấm ni lông nào mà dày thiệt là dày đó, mình che ở trên cái giàn của mình nè, cho nó ở dưới cái giàn thì nó sẽ không có bị lạnh. Năm đầu tiên mà Hồng được tặng cái ổi này đó, Hồng đắp mền nó luôn đó, rồi để mấy cái gối lên nó chùm cho nó kín thiệt kín luôn. Nhưng bây giờ thấy rất là vui luôn. Cây ớt này nhìn rất là dễ thương, cái trái nè nó dài một gang tay luôn á, không biết nó có cay hay không, chưa có ăn, nhưng mà mình thấy nó dễ thương quá đó, cho nên mình cứ để như vậy luôn nè. Trái thì thật sự không có nhiều lắm đâu, cái cây này nó nhỏ thôi á, bây giờ nó lên cũng khoảng là 5 feet rồi. Đây cái trái nè, nó cong cong vậy nè cô chú, dễ thương ơi là dễ thương luôn. Mình thích trồng cái gì mà nhìn vào nó dễ thương á, rồi khi mà nó dễ thương quá đó, rồi mình cũng không muốn ăn, bởi vì ăn rồi á, đâu có thấy dễ thương nữa. Cây thu hải đường thì cũng đã cho vào trong chậu rồi, và bông cũng như là cây không có bị gì hết. Bởi vì Hồng nói lúc nào cũng vậy ha, cái chậu phân của mình á là phải ẩm ướt nè, rồi sẵn sàng khi mà mình sang chậu. Mùa này là cái mùa mình sang bất cứ cái cây gì, những loại bông gì, cây ăn trái cái gì cũng được hết á, dễ sống, nó không có bị nóng đó, cho nên trời mát mát thì nó dễ chịu hơn. Khi đã vào mùa thu rồi thì tất cả những gì ở sau khu vườn của mình á thì cố gắng cắt tỉa, dọn dẹp, bón phân, cho thức ăn, rải muối em xanh xót, cũng như là bone meal rất là quan trọng cho cây sau khu vườn của mình. Vitamin B1 cũng vậy. Những gì mình làm thì mình làm bây giờ, và những ngày tháng sau đó thì mình không cần phải làm nữa, bởi vì trời mưa trời gió mình đâu có làm được gì nữa đâu. Nhưng cái sân của sau khu vườn của mình, những cái chậu mà mình đã trồng những cây ăn trái hay là những rau củ quả gì đó, mình dọn dẹp sạch sẽ. Nếu mà mình cần phải đậy cái thùng phân đó lại thì mình đậy, để cho nước đừng có vào trong đó nhiều quá, sẽ sanh ra ruồi, muỗi. Và sau này á, mình trồng cái gì ở trong đó sẽ ra rất là nhiều cỏ dại. Mình dọn dẹp được cái gì thì mình dọn dẹp, cái gì mình nên bỏ thì mình bỏ, cái gì mình giữ lại thì mình giữ. Chẳng hạn như những hột giống mà mình trồng năm nay, mình có thể giữ lại trồng tiếp vào năm sau. Khu vườn dọn dẹp rồi á thì mình không cần phải lo nhiều lắm đâu, cũng như Hồng vậy thôi, không phải lúc nào cũng chạy ra khu vườn để mà lau chùi dọn dẹp, không phải như ở trong nhà của mình. Nhưng mà cây lá, cây bông
Cây hoa cũng vậy, trên cành nếu mà nó khô nó héo á thì mình ngắt bỏ đi. Trong cái chậu phân của mình cũng vậy, có những cái lá khô nó rơi thì mình bỏ vào cái thùng rác. Thì như vậy tất cả những cái chậu bông của mình á nó rất là sạch nè. Cũng như đây là những chậu phân ha, lúc nào Hồng cũng trang trí những con chim, con cóc, những căn nhà bé xinh xinh hay một cái gì đó mình trang trí trong cái chậu của mình thì rất là đẹp. Cũng như đây là chậu hoa sứ của Hồng nè ha. Ở trong này á thì có hai cái tượng, một cái tượng á thì không nói gì hết, một cái tượng á thì không thấy gì hết. Tại sao? Tại vì đâu có gì đâu nữa mà nói, đâu có thấy dơ gì nữa đâu mà dẹp. Cho nên khi mà đã dẹp rồi á thì sạch sẽ, đâu có ai nói mình là không được sạch, không được gọn gàng đâu. Cho nên đây cũng là một cái điều mà Hồng chia sẻ cùng với mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai, Hồng xin chúc mọi người một tuần lễ mới tràn đầy vui vẻ bên gia đình và người thân. Hồng xin phép tạm ngừng video ngày hôm nay, hẹn lại ngày mai vì Hồng phải cắt tỉa cái chậu quỳnh này. Và bây giờ mưa đã sắp sửa rơi xuống nữa rồi. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi ngày đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video ngày mai.